tử vi về ngày 22 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 22 tháng 11 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đổi đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Tổng quan về ngày 22 tháng 11 âm lịch. Ngày 22 tháng 11 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 22 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráng Mộc, tức là gỗ cây dâu. Do Sửu và Mùi chính xung, Quý âm thủy khắc Đinh âm hỏa, Kỷ âm thổ khắc Quý âm thủy. Đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 và Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 22 tháng 11 âm lịch. Tuổi Tý, Tý dương thủy gặp Quý âm thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó, do hàm trì chiều tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý. Với những người độc thân nên biết nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp Quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này cũng có phúc tinh hoa cái sáng tới chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Sửu, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu mệnh nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, những người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, trù giải thị phi. Tuổi Dần, Dần dương mộc gặp Quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Trong ngày Quý Mão, gia chủ tuổi Dần có cát thần kim dư chiếu mệnh là cát tinh, là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Dần. Tuy vậy, tuổi Dần cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giáp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp Quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có thể mang đến hiệu quả tốt hơn.
Trong ngày này, tuổi Mão có hai cát tinh là Văn Xương, Phúc Tinh chiếu đến mệnh. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Phúc tinh xuất hiện đồng nghĩa với việc những gia chủ tuổi Mão nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng như sẽ cần chú ý cẩn trọng. Bên cạnh đó còn có tướng tinh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam sắc khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, quý thìn. Thìn dương thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Hơn nữa, những người tuổi thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tỷ tỵ. Tỵ âm hỏa gặp quý âm thủy là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Bên cạnh đó, ngày hôm nay có 3 cát tinh chiếu mệnh đến gia chủ tuổi tỵ là hoa cái, thiên ất, thái cực. Đây là những cát tinh chủ về tài lộc sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Người tuổi tỵ gặp năm 2020 canh tí, thiên can lưu niên, canh kim là thiên tài tinh của tỵ, thái tuế tí, thủy là chính quan của tỵ, cho nên tài quan của người tuổi tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận tỵ, dậu, sửu, hóa giải xung họa, thị phi, quý nhân, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, tỵ ngọ. Ngọ xung hỏa gặp quý âm thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong năm canh tí, tuổi ngọ còn vẫn phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế tí, thủy là thiên quan tinh của tuổi ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, những người tuổi ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận dần, ngọ, tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tuổi mùi. Mùi âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi mùi sẽ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng vẫn trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 canh tí, người tuổi mùi vì cùng thái tuế và năm tí có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi thân, thân dương kim gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi thân trong ngày này, cần cẩn trọng, hết sức trong các mối quan hệ xung quanh. Trong ngày có xuất hiện hai cát tinh là thái cực, quốc ấn đều là những sao tốt, đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ tuổi thân. Đặc biệt năm 2020, thái tuế tí thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận thân, tí, thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi thân, tí, thìn, tuổi dậu. Dậu âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi dậu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung.
nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh khỏi được sự cô độc. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc, hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, nên gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất bại không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có những bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại tài lộc cho cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Nhưng trong ngày này lại có hung thần Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn, thiên tinh, chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có nghĩa là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 22 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!